Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn tới cái bệnh tình của con cá lóc này các bạn. Đây, em nó đây. Thì không biết còn sống được mấy ngày nữa. Không biết còn sống được mấy ngày nữa các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn biết bệnh tình của nó như thế nào nè. Thì mình sẽ miêu tả bệnh của nó, tình trạng của nó hiện tại. Đó chính là bụng của nó hóp lại. Và trên người có một vài vết sức nhẹ ở dưới cái hàm dưới này các bạn. Chắc có lẽ là mình nghĩ là đánh nhau rồi các bạn. Rồi đánh nhau với con nào đó nè. Thì hiện trạng là bơi lờ đờ nè, bị gù mất cái phần bụng nè, bỏ ăn, bơi trên mặt nước. Đó các bạn, đó là những dấu hiệu của bệnh tình con cá này. Thì các bạn có thể thấy hai con cá nè. Thì một con thì ăn được nên rất là béo và rất là tròn. Con này này rất là lớn, và con này thì ngược lại hoàn toàn là rất là còi và càng ngày càng top đi. Càng ngày càng top đi các bạn. Các bạn thấy cầm nó có những vết rách, vết xước kìa. Vây thì không giang ra, người thì cụp xuống. Mình đoán, chuẩn đoán là một có hai dấu hiệu chính. Một là do đánh nhau, và hai là bị bong bóng các bạn. Bị bể bong bóng do ăn cái vật sắc nhọn. Thì mình nghi vào khả năng thứ hai hơn là khả năng bể bong bóng hơn các bạn. Tại vì chuyên gia bơi lên mặt nước và đớp không khí thì chắc chắn khả năng là bể bong bóng cao rồi. Và một khi em bị bể bong bóng thì khả năng cứu của em là 0% các bạn. Là coi như mình xác định là chờ ngày con cá này chết thôi. Nấm thì cũng chả phải, không phải nấm. Đây, một em cá lóc thì rất là nhanh lớn và rất là khỏe mạnh. Đuôi bắt đầu đang mọc ra những cái vân rất là đẹp. Còn một con này, tại vì con này ngày xưa tiền sử của nó là đã nhảy ra hồ một lần rồi các bạn. Cái con trên này nè, nhảy lên cái miếng ni lông của mình một lần rồi thì sức khỏe bản chất đã yếu rồi. Mà chắc là do vấn đề gì đó nữa, thế nên là đã bơi là đờ ngáp ngáp rồi, không ăn được các bạn. Mình cho ăn, mình mớn từng miếng mồi một thì nó không ăn được nữa rồi. Mà nếu có đánh nhau thì khả năng cao là đánh nhau với con cá hổ ở dưới. Có một con cá hổ ở dưới rất là hung dữ các bạn. Hoặc đánh nhau với con Ali. Mình chưa quan sát được cái khúc đánh nhau. Thì các bạn thử cho nói xem là nó bị bệnh gì các bạn. Khả năng ngáp cao lắm. Đó. Thì con tai tượng trước của mình cũng gặp tình trạng như thế này. Là luôn luôn bơi lờ đờ trên mặt nước này, bỏ ăn. Thì con tai tượng trước mình đoán là do bể bong bóng. Và con này chắc chắn là bể bong bóng rồi các bạn. Rồi, đó. Em cá lóc của mình đó, tình trạng là vậy đó. Rồi hôm sau nếu nó có chết hoặc nó có sống thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Nuôi hai em là lúc nào còn có mà em mà. Ali cũng vậy. Con này nhanh lớn quá. Ali liên tục nhanh lớn ghê ấy trời. Nhanh lớn lắm rồi. Và khá là tròn rồi. Hoặc là cũng có lẽ một nguyên nhân nữa là nó lây bệnh từ con Ali trắng của mình. Con Ali trắng tự nhiên đột tử, 3 ngày đột tử không lý do.
Thì chẳng lẽ cái con này cũng lây bệnh từ Ali trắng của mình là đột tử không hiểu lý do, hay là đói quá rồi móc móc bụng lại? Khó hiểu quá các bạn. Thì mình sợ nước dơ các thứ là mình đã thay nước hết rồi, mình đã vệ sinh nước, vệ sinh hồ đầy đủ hết các bạn, cho nước nó sạch lại rồi, và bây giờ chúng ta chỉ chờ kết quả thôi. Và nếu em cá này chết thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết cái bệnh của tụi cá lóc nó sẽ như thế nào. Đây mình đang ngắt những cái lá của cây rau lang bị vàng các bạn. Thiếu dinh dưỡng thì cây đang bị vàng rồi. Một số lá nó không có dinh dưỡng, nó đang bị vàng và nó úa. Đấy. Đây một số lá bị vàng. What the hell? What the hell? What the hell? Tại sao trong nhà lại có lông chim? Các bạn ơi, trong nhà mình phát hiện một cái lông chim các bạn. Ngay ở đây, ngay ở vị trí này, mình phát hiện một cái lông chim. Lông này chắc chắn là lông chim rồi. Thì tại sao trong nhà lại có lông chim mình nhỉ? Tại sao trong nhà lại có lông chim mình nhỉ? Rồi ok, nhà mình hiện tại là có một chiếc lông chim. Và mình nghi ngờ là trong thời gian mình mở cửa thì có chim bay vào. Và nó đậu lên trên này. Và nó rụng chiếc lông ngay vị trí này các bạn. Đây, mình để lại các bạn xem một cái lông chim. Tài thiệt, lạ thiệt đấy. Lá rau lang bị vàng. Thì cái lá bị vàng là do nó thiếu ánh sáng, nó thiếu dinh dưỡng các bạn. Thì nó bị cháy phần lá nó đi, thì nó bị vàng. Đấy. Bây giờ chắc là nhiều bạn đang trù cá mình chết để mình mua cá mới đúng không các bạn? Chắc hẳn nhiều bạn đang vui thầm trong bụng là cá anh Cường sắp chết và chuẩn bị có cá mới rồi. Thì cũng đúng thôi. Tại vì nếu cá chết thì mình sẽ mua cá mới về mình nuôi nó lên các bạn. Thì ai nuôi cá cũng sẽ có cá chết thôi các bạn, chứ mà mới nuôi mà hoặc là nuôi mà nó sống hoài thì cũng chẳng phải. Thì nó có nhiều nguyên nhân chết lắm. Do sốc nước, do đánh nhau, do bị bệnh, do chúng ta không vệ sinh lọc, do thức ăn nhiễm bệnh, do cho ăn thức ăn quá cứng, do hệ tiêu hóa của cá bị bất ổn, do nấm, do stress. Rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cá chết các bạn. Rồi nhảy ra ngoài cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cá của chúng ta quay trở lại hồ thì sẽ yếu đi và rất khó để hồi phục. Cá đã nhảy ra ngoài một lần thì khi các bạn bỏ vào bể thì cỡ nào cỡ thì mình đoán thì nó cũng chết rồi các bạn. Tại vì khi nó nhảy ra ngoài thì nó đã va chạm với cái lực xuống đất một lần và nó ảnh hưởng tới cái hệ thống thở của nó, chúng ta phát hiện đâu kịp. Thường khi chúng ta phát hiện được thì nó cũng đã nhảy ra ngoài tầm 5 tới 10 phút rồi, hoặc là 15 phút gì đó rồi, thì cá của chúng ta đã yếu đi rất là nhiều. Thì rất khó có khả năng cá của chúng ta sống lại khi nhảy ra ngoài và chúng ta bắt vào các bạn. Đó là những nội dung video của ngày hôm nay của mình. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh cũng như like video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.